Đã thành thói quen, mỗi lần đi mua sắm, chị Lê Thị Hà, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà đều tranh thủ lúc siêu thị giảm giá để săn các sản phẩm từ vật liệu tái chế hoặc dễ dàng phân hủy như túi sinh học hay các mặt hàng thực phẩm hữu cơ. Theo chị Hà, khi mức sống cao lên thì bản thân chị và những thành viên trong gia đình đều có những đòi hỏi cao hơn về chất lượng, sự tiện dụng của các sản phẩm. Đặc biệt, những sản phẩm bảo vệ sức khỏe, môi trường luôn là ưu tiên hàng đầu của chị. Trước kia thì hầu như khi đi chơi thì mình hãy sử dụng các túi ni lông và kể cả là đựng vào tủ lạnh các bảo quản các cái loại thực phẩm thì mình cũng sẽ dùng các loại túi ni lông để cho tiện. Nhưng mà hiện tại thì mình sẽ ưu tiên dùng các loại túi có thể phân hủy để an toàn cho sức khỏe của mình tốt hơn. Cùng quan điểm như chị Lê Thị Hà, chị Lê Thị Khánh Như, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh cho biết, thói quen tiêu dùng xanh đã được gia đình chị duy trì từ nhiều năm nay. Thay vì sử dụng túi ni lông, trong góc bếp của gia đình chị lúc nào cũng sẵn những túi rác sinh học tự hủy. Thậm chí khi đi mua sắm, chị cũng cố gắng hạn chế việc phải đựng thực phẩm trong túi ni lông hoặc hộp xốp, hộp nhựa. Việc ăn lành, sống xanh không chỉ bảo vệ môi trường xung quanh cũng như sức khỏe của các thành viên trong gia đình, mà còn là cách chị hình thành cho con thói quen sống xanh. Tôi ưu tiên về những cái sản phẩm sạch như rau sạch, rồi những cái sản phẩm như túi đựng, cũng là những cái sản phẩm sinh học dễ phân hủy. Đó cũng là cái cách bảo vệ sức khỏe cho mọi người trong gia đình. Đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh tại các cửa hàng siêu thị, cùng với rất nhiều sản phẩm được đóng gói bằng những vật liệu thân thiện với môi trường, như buộc rau bằng lá chuối, đựng trứng trong giỏ tre, thì các sản phẩm có nguồn gốc xanh, giảm thiểu tác động môi trường cũng được bày bán. Các sản phẩm dịch vụ thân thiện với môi trường có mức giá cao hơn khoảng 20% so với những sản phẩm cùng loại. Tuy nhiên, trong số này có rất nhiều mã sản phẩm thường xuyên được các cửa hàng siêu thị giảm giá. Đây là cơ hội để người tiêu dùng có thể mua được những sản phẩm an toàn mà giá cả phải chăng hơn. Cụ thể, túi rác tự hủy sinh học màu đen Winmark có giá 39.000 đồng, giảm còn 25.500 đồng. Túi rác đen sinh học tự hủy 3 cuộn giá 69.000 đồng, giảm còn 44.900 đồng. Để đồng hành cùng với lại là cái việc bảo vệ môi trường và đáp ứng được cái nhu cầu khách hàng về những cái sản phẩm thân thiện môi trường, thì siêu thị Winmart cũng thường xuyên tổ chức những cái chương trình khuyến mại tập trung vào những cái sản phẩm bảo vệ môi trường để khuyến khích khách hàng sử dụng các cái sản phẩm bảo vệ môi trường. Các cái đợt khuyến mại đó cũng thường là có chương trình giảm giá từ 30 đến 50%. Như vậy, xu hướng tiêu dùng xanh đang được nhiều người lựa chọn. Từ việc nói không hoặc giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm từ ni lông, nhựa, đến việc ưu tiên sử dụng các thực phẩm sạch, qua đó hướng đến một môi trường sống chất lượng hơn, an toàn hơn. Lẽ dĩ nhiên, xu hướng sống xanh không thể được hình thành trong một sớm một chiều, mà phải có sự rèn luyện, thay đổi hành vi, nhận thức của mỗi người. Những hành động nhỏ sẽ mang lại hiệu quả lớn, ví dụ như thay đổi thói quen dùng túi ni lông, đồ nhựa, hộp xốp dùng một lần, hay trong ăn uống dùng sản phẩm được sản xuất theo phương thức tự nhiên hữu cơ. Dù việc chi tiêu cho các sản phẩm xanh sạch an toàn này hiện vẫn còn khá cao so với mức thu nhập chung của nhiều gia đình, nhưng bù lại, các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng được cơ quan chức năng kiểm định và giám sát chất lượng. Vì vậy, nhiều gia đình vẫn chấp nhận cân đối chi tiêu để sử dụng các sản phẩm xanh thay vì các sản phẩm thông thường. Tôi thì thường là đi vào siêu thị mua những cái loại thịt có đóng gói, có hạn sử dụng và có xuất xứ sản xuất rõ ràng. Giá cả thì mình chấp nhận đắt hơn vì là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi mà chúng ta đã phát triển một cách đồng bộ và toàn diện, thì các cái chi phí mà chúng ta bỏ ra nó sẽ giảm đi. Và cái người tiêu dùng cũng sẵn sàng chấp nhận cái chi phí cao hơn bỏ ra cho những cái sản phẩm xanh mà chúng ta cung cấp. Và điều đó nó làm cho các cái nhà sản xuất có thể yên tâm trong cái quá trình nghiên cứu, ứng dụng và đưa vào sản xuất đại trà các cái sản phẩm xanh. Và khi mà đã sản xuất đại trà rồi thì lúc đó cái giá thành nó sẽ giảm đi. Xu hướng tiêu dùng xanh đang ngày càng được coi trọng, song thực tế cũng cho thấy bên cạnh những chuyển dịch tích cực trong quá trình chuyển đổi từ nhận thức đến hành động tiêu dùng xanh của nhiều người, thì đâu đó vẫn còn một bộ phận thờ ơ, thiếu trách nhiệm với việc giữ gìn bảo vệ môi trường. Vì vậy, tiêu dùng xanh khó hay dễ,
điều cốt yếu vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào tư duy xanh và hành động xanh của mỗi người.